Xin chào các bạn đến với kênh Nhung Đào TV. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm giỏ hoa ngày 20 tháng 11. Nguyên liệu gồm có giỏ hoa, hoa sáp, cỏ yểm, nơ và lưới tuyết cắt khổ là 12x12, kim bấm, kéo. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cùng làm nha. Các bạn gấp lưới tuyết thành hình vắt chéo đó. Sau đó các bạn gấp thành hình nan cánh quạt, rồi dùng ghim cố định lại. Tất cả các lưới tuyết mình đều cắt khổ như vậy, rồi mình cũng làm y như cái ban đầu. Cái này là mình muốn là tạo cái viền bên ngoài của cái giỏ cho nó đẹp ấy. Nếu mà các bạn xếp được đều tay thì nó sẽ đẹp hơn. Giờ bắt đầu mình gắn lưới tuyết vào giỏ hoa các bạn ạ. Mình dùng keo nến mình cố định lưới tuyết lại. Các bạn cứ xếp theo hình vòng tròn vòng quanh cái giỏ, nó sẽ tạo thành một viền màu xanh lưới tuyết rất là đẹp. Các bạn làm thì cẩn thận bị bỏng tay nhé. Đó, các bạn cứ gắn vòng quanh cho mình và giữ lưới tuyết một lúc cho nó ăn vào cái phần xốp để nó không bị bung ra. Giờ mình lấy lưới tuyết mình cắt theo khổ là 12 nhân với 5 để mình cột vòng quanh bông hoa cho bông hoa nó đẹp hơn các bạn. Hoa này mình gọi giỏ hoa này mình gọi là giỏ hoa ngũ sắc. Mình dùng 5 loại màu hoa: hoa tím, hoa cam, hoa vàng, hoa đỏ. Và cái lưới tuyết mình phủ vòng quanh các bông hoa là lưới màu hồng các bạn ạ. Mình cũng dùng ghim để cố định cho giấy tuyết không bị trượt xuống. Cả 5 bông hoa thì mình đều dùng lưới tuyết quấn như vậy. Sữa để cho giữ cho bông hoa nó không bị lỏng khi mình cắm lên xốp. Ở giữa mình cắm cao, còn ở vòng quanh thì mình sẽ cắm thấp hơn so với bông hoa ở giữa. Cái đoạn nào mà dài thì mình dùng kéo mình cắt bớt cành đi rồi bắt đầu mình cắm vô.
Thì giỏ này là giỏ hoa năm bông, thế nên là mình cắm làm sao cho đều một chút khi lên giỏ nó sẽ đẹp hơn. Mình thì mình ít khi cắm hoa vào giỏ lắm, thế nên là vẫn còn vụng về trong khoản này. Nhưng đây là cách chia sẻ của mình ấy. Nếu mà các bạn nào thấy hay, các bạn có thể là vừa xem vừa đăng ký kênh giúp mình. Mà thấy hay thì các bạn cho mình xin like, và các bạn có thể chia sẻ cho nhiều người biết đến. Biết đâu có những bạn cần tham khảo cái mẫu cắm như này của mình, và các bạn có thể cắm đẹp hơn mình. Cái giỏ hoa này ấy, mình bán vào dịp ngày 20 tháng 11 rất là chạy các bạn ạ. Tại vì nó rất là tin ấy. Nó rất là tin luôn. Sau khi mình đã cắm được 5 bông hoa lên giỏ rồi thì mình bắt đầu cắm cỏ điểm vòng quanh cái chỗ khe hở của bông hoa để tạo cho bông hoa nó không có kẽ hở ấy các bạn. Mình thấy cắm kiểu này có ít cỏ điểm chấm bi như thế này này, lên nhìn giỏ nó có màu xanh xanh trắng nhìn dễ thương gì đâu á. Cái này các bạn có thể dùng lá hồng cũng được nhé. Dùng lá hồng để cho cái giỏ nhìn nó xung xuê hơn ấy. Nhưng mà vì khách yêu cầu là cắm kiểu đơn giản nhất có thể, và mình nghĩ là kiểu này là đơn giản nhất có thể rồi. Sau khi mình đã cắm cỏ điểm thì mình thấy vẫn còn khoảng trống ấy, thì mình tiếp tục dùng giấy lưới màu hồng để dính vào những cái chỗ nào mà nó còn kẽ hở để che bớt cái phần chân của cái giỏ hoa. Đó, mình cũng dùng keo nến rồi mình bắn vô cái phần lưới tuyết. Sau đó mình dính vô vào cái giỏ thì nó che mất cái khoảng trống nhìn sẽ đẹp hơn các bạn ạ. Cái giỏ hoa của mình làm cũng sắp sửa hoàn thiện rồi các bạn ạ. Các bạn mà thấy video của mình hay thì các bạn có thể cho mình xin like, và các bạn nào mà xem video của mình mà chưa đăng ký kênh của mình ấy thì các bạn có thể đăng ký kênh và để theo dõi những video tiếp theo của mình. Nếu mà các bạn thấy video hữu ích thì các bạn có thể share cho nhiều người biết đến. Biết đâu được có bạn nào đó sẽ rất cần video về cắm hoa. Giỏ hoa này mình nghĩ nó rất là đơn giản, phải không các bạn? Mình tin chắc các bạn có thể cắm đẹp hơn mình nữa. Sau khi mình gắn xong rồi ấy, mình dùng nơ mình điểm lên phần trên của giỏ hoa nhìn nó sinh động hơn và đẹp hơn. Giỏ hoa của mình thế là sắp sửa hoàn thành rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn luôn vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình.